cái chai em có size tới 54kg luôn các bà ơi. Diễm ơi áo đẹp quá Diễm, 81 đến 54kg áo cho em 175 trên 20kg cho em là 185 trên 35kg 215 áo giùm em nha mọi người. Quần đen kaki lấy 18 thôi, nhỏ hơn một size so với bình thường. Ok chị Thanh Hồng lấy quần đen 18kg chị Thanh Hồng. Chị xì tin dâu chị chốt là chị chốt trên like chị nha. Chứ chút xíu chị mà vô inbox chị lấy là em bán hết trên like của mất size của chị là không có còn đâu nha chị. Chị chốt trên like như mọi người giúp em. Lấy cái gì thì kèm mã, kèm ký, kèm số nếu mà đơn đầu tiên mua thì vậy nha. Quần gái con canh đang bận có giá là 180 đó chị. Canh đang bận có giá là 180. Để em coi mấy giá nha. 180 trên 20kg 195 nha. Quần bé gái này là dáng suông túi hộp giùm em nha mọi người. Quần này trai gái đều bận được hết luôn giùm em. Cái dáng quần này là bé trai bé gái đều bận được hết. Quan trọng là bây giờ mấy chị muốn phối cái gì thôi. Nên rất là dễ. Áo đen em lấy thêm một size Thảo Yến mua trường hao. Hồi trưa em mua 2326, bây giờ tăng một size cho Thảo Yến là tăng size là bao nhiêu ta? Áo đen á 2326 rồi nhảy 2528 phải không? Lấy 2528 nha chế. Trời áo đẹp lắm bà, mua để dành Tết bận đi, mùa này là đồ đẹp nhất trong năm luôn. Mấy chị thích thì mấy chị cứ mua để dành cho em ha. Quần mới được không? Đây, quần đây.